Ông chú ơi, ông chú cắt cho cháu quả đầu chiến chiến tí. Hôm qua cháu vừa bị thằng Ngô Việt với cả thằng Ngô Bí nó đánh cháu lên cầu Vĩnh Tuy không? Làm sao mà hai thằng nó phập hai cháu? Cháu cướp xe đạp của nó chú ạ. Cướp xe đạp của ai? Của anh em nó. Của thằng em nó. À, của em là Ngô Bí Lâm Việt à? Vâng. Em bị bọn nó lùa à? Vâng. Đúng rồi chú ạ. Bây giờ cắt hai quả đầu chiến chiến tí để đi lùa lại bọn đấy đi. Đúng rồi chú ạ. Vào việc luôn Ngô Bí Lâm Việt đúng không? Đúng rồi chú ạ. Hai thằng này quen đi à? Thôi ngồi vào đây đi, chú cắt xong rồi tính sau nhá. Ok em cháu. Dậy đi hàng cháu hay xong đấy. Quả đầu để đi tìm Ngô Bí với Lâm Việt của cháu để đâu rồi nhỉ chú nhỉ? Đấy anh em cháu thấy được không? Ui. Thật là cái bánh em tao. Sao sao đây? Tìm anh em tao à? Đúng rồi chú ạ. Thật là thật thôi rồi mà mấy ông cháu vào trong kia ngồi đi, đội nó đông hơn mà mấy ông cháu vẫn còn gân cổ lên làm gì. Thôi đi vào trong này ngồi nghỉ ngơi đi. Bọn này nó đông.